Cảnh sát tỉnh Sơn La đã xác minh được nạn nhân vụ tai nạn xe ô tô lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La ngày 25 tháng 8 vừa qua là anh Đỗ Minh Ca, 37 tuổi, là bí thư đảng ủy xã Bá Khoang, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Còn người phụ nữ đi cùng là mẹ vợ anh Ca. Do khi đi vào khúc cua che mắt tầm nhìn, chiếc xe đã lao xuống lòng hồ. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để tiến hành trục vớt và cứu người bên trong xe. Tuy nhiên do nước dâng cao nên việc lặn tìm chính xác vị trí xe rất khó khăn. Khi tìm thấy chiếc xe thì hai nạn nhân trong xe đã tử vong.